Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thống kê nhanh kết quả các hoạt động trong tuần lễ du lịch thành phố lần thứ ba, với việc đã thu hút hơn 70.000 lượt khách đến tham quan, tương tác trên các không gian du lịch trên địa bàn thành phố. Tuần lễ du lịch là chuỗi hoạt động truyền thông phức hợp, gồm 45 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, mua sắm, quy tụ được sự phối hợp tham gia đa dạng lĩnh vực, đồng thời khai thác tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Tuần lễ cũng giúp tăng trải nghiệm cho khách du lịch, kích cầu du khách lưu trú dài hơn, chi nhiều hơn khi thành phố Hồ Chí Minh dịp này đã giới thiệu thêm 7 tuyến du lịch đường thủy thường kỳ và 10 tuyến mới. Đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả đạt được trong tuần lễ du lịch là sự nỗ lực của toàn ngành với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở ngành liên quan. Cùng với đó, sự kiện nhận được sự tương tác hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và các quận huyện, thành phố Thủ Đức nên đã thu hút được lượng du khách ngày càng tăng đến với thành phố Hồ Chí Minh.